Đấy. Bốn cái mảnh búa này, mỗi loại, nói chung là mỗi loại bốn 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 cái bót thì cũng có bốn này. Đây này, bót dính pen thì đây bốn cái này mình được vứt xuống đây đâu, chủ yếu là mình làm mót để mình đi. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục là một video với game mua 6.9 nha anh em ơi. Thì hôm nay nó đã báo chí nó mở mốc tích lũy mới nha. Thì mình đã có làm một mốc đây rồi, thì tổng cộng nó còn được như đây. Thì có cái là nó có mánh ngựa và ngày hôm nay nó sẽ mở ra cái tỷ lệ xoay ngựa rồi nha anh em ơi. Thì đây có tổng cộng có 4 mánh. Đây. Thì muốn xoay ngựa là phải có 10 mánh nha anh em ơi. Thì mình sẽ gom ở đây là để đủ mảnh là mình sẽ táng luôn, và đợt này là sẽ có bốn viên đá nâng cấp nha. Đây, và bốn viên hoàn hảo. Đấy. Bốn cái mảnh búa này, mỗi loại, nói chung là mỗi loại bốn 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 cái bót thì cũng có bốn này. Đây, đây. Đó, bot dính pen thì đây bốn cái này mình được vứt trong đây đâu, chủ yếu là mình làm mob để mình gom mảnh búa với lại gom ít hoàn hảo thôi. Bốn viên may mắn này, bốn viên tính năng. Đây, mình gom cái đồng xu lên, bốn viên, bốn cái bùa chào. Đây, lên gộp lại xem được tổng cộng bao nhiêu đồng xu nha. Ừ, đồng xu nó vẫn thế anh em ơi, 255. Rồi xíu nữa mình sẽ đổi lông sau lấy BS nha. Thì đây mình đi mở bot cái đó. Rồi, thì móc này full móc là được nhiêu đây, tổng cộng nhiêu đây đồ nha anh em ơi. Ở đây mình mở nào. Rồi. Ép này, mở cái công tô lên này. Đây ra. Không ra được hai loại ngon này. Ép này. Đấy. À, được một B một S này. Ai đen thế? À, B này. À, được thêm cục nữa. Được cục nữa. Rồi. À, B tiếp này, ngon đấy. Rồi. Đấy. Tổng cộng được 2, 4 này. 6 được 100B. 245 được 70S, còn lại cọc cùi. Ok, lại đi mở cái bot dính pen nha anh em ơi. Dính pen thì giờ nó không có hiếm nữa rồi. Ui da, dính cùi không vậy. Rồi, lực áp đấy kìa, 10%. 46. Rồi, kỹ năng này. Hai cái độc luôn, bốn cái độc luôn với đái thật chịu rồi. Giờ cái này mở giống chỉ cứu dạng mới cho nó có thôi anh em ơi, tranh thủ mở đêm khuya mà cái này là chết rồi. Quan trọng chứ lấy hai cái này thôi, nghĩa là mấy cái học này nguyên lấy bạc để mình tiêu phí để chuẩn bị nó mở ra cái mốc danh hiệu quốc công này. À, giờ mình đổi lấy lông lông này. Còn lông nghe xoay đây bắt sau chuyến đây lên 3.
Đây mình đang cầm set DL380 nha anh em ơi. Set DL này là của Bảo Bắc. Mình đã thâu lại rồi nha. Đấy, được nhiều S phết đấy. Ok. Rồi được tổng cộng là 150 59 S.33B. Thích tròn đấy. 70 B. Đây là còn hai cái này xong đối luôn chưa? Mình dính pen thì cái này thì cũng full rồi. Đồ DL này thì cũng 3 ốp rồi nha anh em ơi. 4345 và 434, nếu mà có muốn dư còn tháo thì tám vào cho nó lên 4345 luôn cũng được, nhưng mà thôi chỉ là mình có cái móc mới thôi, móc mới với lại lấy cái này, lấy cái này là thiếu mất 6 mảnh đâu, 6 mảnh mà trên này nó vẫn có bán nhưng mà nó bán 488 cả một mảnh đấy, tính ra mua mua 6 mảnh là có gần 3 mét. Thì để mình sẽ gom để mình xoay thử xem là nó may mắn không, nếu mà may mắn có khi lại được con ngựa đầu tiên có server. Bốn mảnh này bữa sau mình gom để lên búa, để lên của cái dòng cấp 2 này. Đấy, còn đây là có bốn bốn cái may mắn để đập đồ lên 15. À, trùng sách cũng mảnh hồi sinh nhá, kinh thế nhờ. Con Hảo này mình để ở đây đây anh em ơi, mức mới thì nó chỉ có nhiêu cái này thôi, không có gì hơn ngoài cái thay đổi là có mánh ngựa với cái này thôi. Rồi video này mình xin kết thúc tại đây nha anh em ơi, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nha, để mình sẽ gom đủ 10 mánh và mình xoay ngựa ma cho anh em xem nha, bye anh em.